TechConnect and Innovation Việt Nam 2024 được tổ chức với quy mô quốc gia, bao gồm nhiều hoạt động chuyên sâu về công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của xã hội và doanh nghiệp, với sự tham gia của các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp lớn, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Sự kiện đã thu hút gần 3.000 người tham dự trực tiếp và gần 10.000 người tham dự trực tuyến cùng với không gian trình diễn công nghệ quy mô. Phát biểu chào mừng tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, Hà Nội là địa phương tập trung hơn 70% tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và 82% phòng thí nghiệm của cả nước. Trong đó có 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia với hơn 65% nhà khoa học đầu ngành của cả nước đang sinh sống và làm việc. Thành phố xác định đây là lợi thế đặc biệt quan trọng để tập trung đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng luôn quan tâm kết nối các doanh nghiệp cá nhân với các nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn, tổ chức các hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ, trình diễn kết nối cung cầu công nghệ nhằm giúp doanh nghiệp và các tổ chức khoa học và công nghệ tiếp cận, ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết số 15 NQTU của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố đã triển khai các giải pháp đồng bộ, trong đó việc hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được ưu tiên. Trọng tâm là xây dựng những cơ chế đột phá đặc thù nhằm đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và các đại biểu đã chứng kiến lễ trao hai biên bản ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài. Tại sự kiện, đã giới thiệu và trình diễn những thành tựu công nghệ mới trong và ngoài nước được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh trong nhiều ngành, lĩnh vực. Bọn em đang làm một hệ thống cảm biến để có thể gắn lên các công trình dân dụng như là cầu đường hoặc là tòa nhà. Thì hệ thống này nó sẽ đo được các thông số như là độ rung, độ võng của cầu hoặc tòa nhà và có thể thông báo về là có thể tòa nhà đang chịu áp lực lớn thì mình có thể phòng ngừa nó không được sập như cầu vừa rồi. Em thấy là những sự kiện này rất là tốt bởi vì có thể không chỉ có mỗi những người bộ quan trọng mà cả ngay cả hàng khác thôi. Mọi người đến, mọi người tìm hiểu các cái công nghệ của nhau thì cũng gọi là nâng cao kiến thức hơn và biết được là bên mọi người khác đang có những ngành gì. Chúng tôi xin giới thiệu cụ thể, chúng tôi có những sản phẩm như là thiết bị rất là thiết thực cho cái người dân, đó thiết bị lọc dầu cho cái tàu cá. Bởi vì khi mà ngư dân đi đặt cá hàng tháng trên biển thì cái dầu nó sẽ rất là bị kết vón và nó giảm phẩm chất. Và thiết bị này chúng tôi giúp cho giảm cái tiêu hao nhiên liệu có thể lên đến hơn 10%. Mà 10% đối với vài mươi khối dầu thì nó có thể lên đến cả trăm triệu trong mỗi chuyến. Ngoài ra thì chúng tôi có cái đây là cái mẫu về sản phẩm về màng thu hồi hơi xăng. Màng thu hồi hơi xăng, những cái thể như đấy là ở trong các cây xăng hiện nay thì do khi mà hơi xăng đang được bay một cách tự do ra khỏi môi trường thông qua van thở thì chúng tôi đưa ra giải pháp là chúng tôi cái màng này nó có thể là lọc các cái hơi carbon thấm qua màng và quay lại bể xăng, trong khi đó không khí sẽ được thải ra ngoài. Cái việc này đồng thời một mặt là có thể giúp cho chúng tôi thu hồi một lượng hơi xăng đáng kể về tức là tiết kiệm về hiệu quả kinh tế. Mặt khác thì chúng tôi cũng theo cái xu hướng mà giảm phát thải carbon CO2 thì cái này nó sẽ tránh cái việc mà hydrocarbon phát thải vào môi trường, giúp giảm dấu chân carbon và nó rất thiết thực. Tại buổi triển lãm này, công ty chúng tôi giới thiệu phần mềm quản lý an toàn và phân tích nhận diện thiết bị dùng cho quân đội dựa vào phân tích hình ảnh drone. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu về chương trình chơi bóng rổ drone trong các sản phẩm Drone Sport, nhằm giúp thanh thiếu niên làm quen với công nghệ bay drone và thể hiện được tinh thần thể thao thông qua trò chơi như vậy. Công ty cổ phần Drone Division muốn thông qua triển lãm này để giới thiệu công nghệ sử dụng drone của Hàn Quốc và thị trường nước ngoài đầu tiên chúng tôi xúc tiến là Việt Nam. Tôi hy vọng và lấy làm cảm kích nếu những sản phẩm về drone của chúng tôi mang tới triển lãm sẽ giúp ích tạo cơ hội giao lưu liên quan tới drone giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Sự kiện về đổi mới sáng tạo đấy là một cái sự kiện rất quan trọng đối với các viện khoa học nói chung, đối với các nhà khoa học nói chung, thì trong đó có viện chúng tôi. Thì đến với sự kiện ngày hôm nay thì viện chúng tôi cũng mang đến những cái thông tin về cái hoạt động của đổi mới sáng tạo đại diện cho một trong năm viện của Bộ Xây dựng. Thì với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thì chúng tôi mang đến những hoạt động chính của chúng tôi liên quan đến vấn đề về quy chuẩn tiêu chuẩn
về các đề tài, dự án, những sản phẩm được ứng dụng trong thực tế, cũng như là những cái công nghệ mới mà viện chúng tôi áp dụng, và thông qua các hoạt động trong công tác triển khai cũng như là công tác phổ biến về khoa học công nghệ đối với ngành xây dựng nói chung. Sự kiện ngày hôm nay thì cũng hy vọng rằng là cái sự hợp tác giữa Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng với Sở Khoa học Công nghệ thành phố sẽ có cái sự khăng khít, và chúng ta cũng cùng nhau góp phần trong cái sự kiện đổi mới khoa học cũng như là đổi mới cái công nghệ của ngành xây dựng nói chung. Và hy vọng rằng là viện chúng tôi cũng có thể tham gia những cái đề tài lớn với sở để có thể giúp cho chúng ta giải quyết những cái vấn đề mà xây dựng ở trong thành phố của chúng ta. Tại sự kiện Tech Connect and Innovation Việt Nam 2024, một trong những điểm sáng nổi bật là sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp khoa học công nghệ Hà Nội. Những gian hàng trưng bày các sản phẩm doanh nghiệp không chỉ giới thiệu các sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn minh chứng cho sức sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn của ngành khoa học công nghệ thủ đô. Sự hiện diện này không thể thiếu vai trò hỗ trợ mạnh mẽ từ phía thành phố Hà Nội và đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Thành phố đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp, từ việc cung cấp hạ tầng, hỗ trợ chính sách đến việc kết nối với các nguồn lực nghiên cứu và phát triển, giúp họ tiếp cận các công nghệ mới và mở rộng thị trường. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ Hà Nội, giúp các doanh nghiệp không ngừng vươn xa trên thị trường quốc tế. Theo cái xu hướng phát triển chung của xã hội cũng như là cái chính sách của nhà nước ấy, về cái xu thế là phát triển kinh tế tuần hoàn này, rồi là môi trường này, thì CE có mang đến ba cái sản phẩm. Một là các cái thiết bị, ví dụ như là cái hệ thống định lượng sợi thép này, hay là các cái cối trộn để có thể làm được ra cái bê tông chất lượng cao. Cái bê tông truyền thống ngày xưa thì phải sử dụng rất nhiều nguyên liệu hóa thạch, cát, đá tự nhiên. Như với cái bê tông chất lượng cao ấy, có thể nó sẽ giảm được cái mà sử dụng nguyên liệu tài nguyên hóa thạch. Cái đấy cũng là mang lại một cái rất là tốt cho kinh tế đất nước. Cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm về gọi xử lý môi trường trong cái ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Ví dụ như trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng thì có những cái phế thải hay có những cái sản phẩm thừa lỗi, thì đáng nhẽ chúng ta đấy nó sẽ trở thành một cái phế thải rất là độc hại để thải ra môi trường. Thì CE có những cái giải pháp để gọi là tái tạo lại, sử dụng lại, giảm thiểu, giảm chất thải ra môi trường. Bên cạnh các doanh nghiệp khoa học công nghệ, sự tham gia của các trường đại học và cao đẳng tại Hà Nội cũng là một điểm nhấn quan trọng tại Tech Connect and Innovation Việt Nam 2024. Các gian hàng trưng bày của các trường không chỉ giới thiệu những dự án nghiên cứu, các sáng kiến công nghệ tiên tiến mà còn thể hiện tiềm năng to lớn của giới trẻ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Tham gia cái triển lãm này thực ra nó rất là hoành tráng á, và ở mọi người ở đây em xem được rất là nhiều những cái công nghệ rất là đột phá từ các doanh nghiệp, thậm chí là từ các trường đại học. Có những cái sản phẩm mà em chưa từng thấy bao giờ, nó cho em cảm giác một cái nhìn mới hơn về công nghệ, về khoa học ở Việt Nam hiện nay. Và em nghĩ là trong cái quá trình buổi sáng ngày hôm nay em tham gia thì em cũng học hỏi được rất là nhiều thứ. Thứ nhất là về những cái lĩnh vực mà em đang nghiên cứu, thậm chí là những cái lĩnh vực mới mà em khá là choáng ngợp về khi mà biết được những cái thông tin như thế ạ. Để các trường đại học cao đẳng có thể tham gia tích cực, hiệu quả trong sự kiện lần này, thành phố Hà Nội đã có những hỗ trợ thiết thực. Từ việc khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường học, đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và giảng viên tiếp cận các nguồn lực công nghệ mới nhất, thành phố đã luôn đồng hành cùng các cơ sở giáo dục. Sự quan tâm và đầu tư này không chỉ giúp phát triển chất lượng giáo dục mà còn góp phần tạo nên môi trường thuận lợi cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Những gian hàng trưng bày tại sự kiện chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực đó, góp phần làm phong phú thêm bức tranh khoa học và công nghệ của thủ đô. Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội chúng tôi là một đơn vị thuộc giống như thành phố Hà Nội. Và hàng năm thì chúng tôi có rất nhiều cái chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cho nên là khi mà tham dự chương trình này thì chúng tôi rất kỳ vọng là sẽ được kết nối, gặp gỡ với các doanh nghiệp khoa học công nghệ, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, rồi các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp để mà cùng hợp tác nghiên cứu với nhà trường để thúc đẩy cái hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường trong những năm tới, để góp phần vào hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thủ đô Hà Nội.
Một điểm nhấn độc đáo và không thể bỏ qua tại Tech Connect and Innovation Việt Nam 2024 chính là khu vực trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống của thủ đô Hà Nội. Tại đây, những sản phẩm đã được thành phố hỗ trợ về sở hữu trí tuệ như nón lá, khăn sen, khăn tơ, các sản phẩm làm từ cốm đã được giới thiệu, tạo nên một không gian đậm chất văn hóa và bản sắc địa phương. Sự kiện lần này không chỉ là cơ hội để các làng nghề quảng bá hình ảnh và giá trị truyền thống, mà còn là dịp để họ kết nối với các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước. Qua đó, các sản phẩm mang đậm nét văn hóa thủ đô có thể tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, đồng thời tiếp thu thêm những ý tưởng sáng tạo, công nghệ hiện đại để cải tiến và nâng cao giá trị sản phẩm. Thành phố Hà Nội cùng với Sở Khoa học và Công nghệ đã luôn đồng hành và hỗ trợ các làng nghề trong việc bảo vệ thương hiệu và phát triển bền vững, đặc biệt là thông qua chương trình sở hữu trí tuệ. Những sản phẩm truyền thống không chỉ đại diện cho lịch sử và văn hóa của Hà Nội, mà còn mở ra những định hướng mới để hội nhập và phát triển kinh tế trong thời đại đổi mới sáng tạo. Trong khuôn khổ của sự kiện Tech Connect and Innovation Việt Nam 2024 vào ngày thứ Hai, chương trình đã tiếp tục với một hoạt động quan trọng và mang tính chiến lược, tọa đàm vai trò của đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp thủ đô. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý cùng trao đổi, thảo luận về vai trò then chốt của đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và cạnh tranh của các doanh nghiệp Hà Nội. Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực, với hạt nhân là khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo ông, luật thủ đô sửa đổi mới được thông qua sẽ tạo đột phá, tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế quản lý khoa học và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong viện, trường cũng như các doanh nghiệp. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia nhà khoa học đã chia sẻ và giải đáp những vướng mắc về cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo. Với sự hỗ trợ từ thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, tọa đàm này là minh chứng cho sự cam kết đồng hành của chính quyền thành phố trong việc thúc đẩy tinh thần sáng tạo và khuyến khích các doanh nghiệp địa phương ứng dụng công nghệ để tối đa hóa mô hình kinh doanh, từ đó góp phần xây dựng một nền kinh tế thủ đô phát triển nhanh chóng và bền vững. Sự kiện Tech Connect and Innovation Việt Nam 2024 đã thực sự trở thành một diễn đàn quan trọng, nơi kết nối những ý tưởng đổi mới, những giải pháp công nghệ tiên tiến với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng nghiên cứu. Qua các khu vực trưng bày sản phẩm, các phiên tọa đàm và thảo luận chuyên sâu, chúng ta thấy rõ hơn tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt, với sự đồng hành và hỗ trợ từ thành phố Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, các doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng nghề và làng nghề truyền thống đã có cơ hội không chỉ giới thiệu những thành tựu của mình mà còn học hỏi, mở rộng mối quan hệ hợp tác để hướng tới tương lai phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu. Tech Connect and Innovation Việt Nam 2024 không chỉ là một sự kiện mang tính thời điểm mà còn là một cú hích mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi công nghệ và đổi mới sáng tạo của toàn xã hội. Hy vọng rằng những giá trị thu được từ sự kiện này sẽ tiếp tục lan tỏa và tạo nên động lực mới cho sự phát triển của thủ đô và cả nước trong thời gian tới. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.